Hello, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức bổ ích của mình. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ một tí về một chú mèo là lông vàng được nhập từ Thái Lan về. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Như chúng ta đã biết, hiện nay với thời buổi hiện đại, giao thương dễ dàng, đường đi lại giữa các nước cũng rất là thuận tiện. Do vậy chúng ta có thể là trao đổi mua bán với nhau với những con thú cưng. Trên hình chúng ta thấy đây là một chú mèo được nhập từ Thái Lan về. Ngay thời điểm này á, các bạn thấy là nó rất là kháu khỉnh và dễ thương. Chú mèo này như chúng ta đã thấy có bộ lông rất là vàng và bung ra dáng đẹp. Nuôi đã được 4 tháng rồi đấy các bạn. Lúc bé đó thì chúng ăn rất là dễ. Tuy là đây là những giống mèo ở nước ngoài thật, mà nhưng đem về Việt Nam những nhà chuyên môn người ta đã thuần đó, tức là thích với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam chúng ta. Chính vì lẽ đó những chú mèo này nhập từ nước ngoài giờ đây không còn một cái sự mà khó khăn để nuôi nữa, rất là dễ nuôi. Có điều khác với mèo nhà của chúng ta đó là thức ăn. Chúng ăn thức ăn những cửa hàng mà bán thú cưng đấy các bạn. Thì tập tính của mèo này thì không có thích sự ồn ào, nhưng đặc biệt là chúng rất là thích chơi đùa với trẻ em nè. Trong nhà thì chúng thường là quấn quýt bên chân trong lòng của chủ. Hiếm mà khi mà chúng ta thấy những chú mèo này nó chạy nhảy lắm các bạn, so với mèo nhà của mình. Thí dụ là mèo nhà của mình chúng ta nuôi đó, khi mà hắn ăn đủ năng lượng thì có thể nó chạy xung quanh, nó chạy nhảy từ gốc cây này sang gốc cây kia. Nhưng đặc biệt đối với những con mèo nhập như thế này thì hắn không có tập tính như thế. Chứ giờ chúng ta đừng có nghĩ là đây là những con mèo nhập mà nó khó nuôi. Nhưng đối với những chú chó thì nó lại khác các bạn nhé. Những chú chó thì nói chung là nó rất là khó nuôi so với chó của Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải biết tập tính của nó, nhưng đặc biệt mèo thì ở đây nó dễ nuôi lắm. Có điều mình cũng chia sẻ với các bạn rằng á, chúng ta đã biết á, mèo thì nó có đôi mắt rất là tinh. Hàng ngày thì chúng ta thấy không, chúng thường là dùng tay để lau mắt, nhưng không vì thế mà chúng ta không quan tâm đến. Chúng ta cũng thường xuyên trong một tuần là chúng ta phải thuốc nhỏ mắt các bạn. Chúng ta thường nhỏ cho mèo thuốc nhỏ mắt, chúng ta nhỏ cho mèo để cho mắt của chúng có thêm cái độ long lanh hơn, đẹp hơn. Bởi vì những con mèo nhập này có những cái đôi mắt rất là đẹp, có con là màu trắng sữa này, có con màu trắng trong như là cái mặt biển long lanh vậy đó các bạn. Đấy, đó là những cái điều mà chúng ta cần nên nhớ rõ mà khi chúng ta nuôi một chú mèo. Còn là lông á, nói chung là chúng ta lấy thì có giống mèo á, thì lông ngắn giống mèo lông lông dài, nhưng chúng ta cố gắng là thường xuyên trong một tuần ít nhất là chúng ta phải tắm cho nó 2 lần các bạn nha, tắm chúng 2 lần. Còn về những mùa hè thì có thể là một tuần chúng ta sẽ tăng lên 3 lần để cho nó da của nó cho nó mát đi, để cho nó giảm bớt đi những ký sinh trùng trên cái phần da của chúng. Hiện nay á, nuôi thú cưng cũng là một cái nhu cầu của một số gia đình. Cũng có một số bạn hỏi mình rằng là như vậy là chú mèo con vậy là khoảng bao nhiêu tiền một con? Giờ mình cũng xin thưa với các bạn rằng là nếu mà khi mà chú mèo đẻ ra đó thì khoảng tầm cỡ 20 ngày đến 30 ngày, nói chung là 1 tháng á, thì cái giá của cái giống mèo này, giống mèo nhập từ Thái Lan này á, giá khoảng cỡ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi một con đấy các bạn. Khi mà nuôi lớn lên thì cái giá nó lại cao nữa, 8 triệu, 12 triệu, 15 triệu cũng tùy theo cái bộ lông của chú. Nói chung là nói nôm na là rất là vô giá. Đấy, các bạn, tại sao mình làm cái đoạn video này không? Mình làm đoạn video này để cũng mong tất cả mỗi chúng ta đều biết thương yêu thú cưng. Thú cưng là một cái loại vật quý, chúng ta thường thương yêu chúng nè, để giảm đi bớt cái sự mà giết chúng. Thí dụ như là chó mèo này kia, đây là những cái loài mà nó sống trong gia đình của chúng ta.
Đây là những loài thật sự là có ích. Cũng có một số nhà cô nó như là một thành viên trong nhà đấy các bạn. Thôi, đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn có những một kiến thức nhỏ nhỏ để chúng ta phục vụ trong cái cuộc sống của mình. Cuối cùng, các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ. Bye bye các bạn nhé.